Xin chào ngày mới quý vị và các bạn. Mưa đã giảm dần và thời tiết quay trở lại trạng thái nắng ráo. Tiết trời trong ngày hôm nay tại các tỉnh thành nước ta tương đối mát mẻ và không vượt quá 35 độ. Với miền Bắc, khối không khí biển với đới gió đông nam vẫn đưa ẩm vào. Tuy vậy, cường độ gió đông nam không mạnh. Sáng sớm nay, mưa rào rải rác vẫn xuất hiện ở các tỉnh như là Quảng Ninh, Hải Phòng, Nam Định, Thái Bình và một số nơi ở khu vực Lai Châu, Điện Biên, Lào Cai, nhưng với lượng mưa không lớn, dưới 10 mm. Còn ban ngày, thời tiết tạnh ráo, có nắng nhẹ, nền nhiệt cao nhất duy trì trong khoảng từ 31 cho đến 33 độ, trời nắng nhưng mát mẻ dễ chịu. Với miền Trung, trời nắng ráo, chiều và tối có mưa dông lại nhưng chỉ tập trung ở khu vực Trung Trung Bộ, vùng từ Quảng Bình trở vào cho tới Quảng Ngãi. Còn những nơi khác của miền Trung cơ bản không mưa. Nền nhiệt cao nhất ngày vẫn có sự phân hóa. Nửa phía Bắc đèo Hải Vân, khu vực từ Thanh Hóa trở vào cho tới Thừa Thiên Huế dao động trong khoảng 32 đến 34 độ. Còn ở khu vực các tỉnh thành phố từ Đà Nẵng trở vào cho tới Bình Thuận, nhiệt độ là từ 33 đến 35 độ. Ở phía Nam, gió mùa Tây Nam suy yếu, mưa dông ở Tây Nguyên và Nam Bộ mỗi ngày đều giảm. Nền nhiệt cao nhất trong ngày ở khu vực Tây Nguyên có xu hướng nhích nhẹ lên từ 28 đến 31 độ, còn khu vực Nam Bộ là từ 32 cho đến 34 độ. Chiều và tối chỉ còn mưa rào và dông rải rác, tuy nhiên vẫn có những vùng như là khu vực Kon Tum, Gia Lai hay là khu vực miền Tây Nam Bộ, vùng An Giang, Kiên Giang, Cà Mau là những nơi có mưa vừa, mưa to và dông. Trên biển, ở Bắc Biển Đông, bao gồm quần đảo Hoàng Sa, có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa. Gió Nam đến Đông Nam khoảng cấp 3, cấp 4 và sóng cao từ 0,5 đến 1,5 m. Còn khu vực Nam Biển Đông, bao gồm quần đảo Trường Sa, có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km. Ở khu vực phía Nam Vịnh Bắc Bộ và vùng biển từ Quảng Trị cho tới Quảng Ngãi có mưa rào và dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, cấp 8. Bản tin thời tiết sáng ngày 18 tháng 9 của Đài truyền hình kỹ thuật số VTC xin được khép lại tại đây. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại! Thank you.